Xin chào các bạn, tôi là Khiêm Trần. Tôi có một kẻ thù duy nhất, đó chính là sự lãng phí. Hôm nay trong chương trình 1 phút chia sẻ kinh nghiệm cải tiến năng suất, tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách để các bạn nhắn tin nhanh gấp 10 lần. Là một sinh viên, bạn cần nhắn tin cho rất nhiều bạn bè mỗi ngày. Là một người bố, bạn cần nhắn tin thăm hỏi con cái. Là một người chồng, bạn nên nhắn tin cho vợ mỗi ngày. Và là một người con, bạn nên nhắn tin cho bố mẹ của mình. Và hôm nay tôi đã có một cái giải pháp để có thể nhắn một cái tin 200 ký tự trong vòng 1 phút. Bạn có muốn thử không? Đây là điện thoại iPhone 8. Họ có một cái chức năng, đó là từ âm thanh chuyển thành văn bản. Các bạn nhìn thấy bên cạnh nút dấu cách có hình micro. Tôi có thể minh họa thử cho bạn xem. Ngày mai công ty chúng ta sẽ có một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành những ưu đãi xuất sắc nhất cho người tiêu dùng Việt Nam từ sàn thương mại điện tử Amazon. Chấm. Chương trình Prime Day là một trong những chương trình bán hàng mạnh nhất của Amazon. Chấm. Mời các bạn nhanh tay tham gia trên sàn thương mại điện tử fado.vn. Và các bạn có thể thấy máy ghi nhận thông tin rất nhanh và chuyển thành văn bản. Điểm hạn chế duy nhất là khả năng nhận biết tiếng Anh khi chúng ta đang nói tiếng Việt. Thành ra có thể các bạn sẽ phải chịu khó sửa lại một số từ. Nhưng tôi tin chắc rằng tốc độ nhắn của các bạn nhanh hơn rất nhiều lần. Và lúc đó đôi tay của các bạn sẽ thông thả hơn, đầu óc của các bạn sẽ thoáng hơn và cuộc sống của các bạn sẽ năng suất hơn. Và đừng quên ngày mai cùng Fado mua hàng hiệu. Xin cảm ơn.